Tử vi tuổi Tý tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, năm mới Tân Sửu 2021 đang dần gõ cửa, rất nhiều mệnh chủ tuổi Tý đang có xu hướng tìm hiểu về vận mệnh của bản thân trong năm mới, từ đó tìm ra các hướng để quyết định mọi việc một cách đúng đắn, biến hung thành cát, đuổi dữ đón lành. Theo các chuyên gia về tử vi số mệnh, tùy vào từng mốc thời gian khác nhau mà mỗi người sẽ có những thời cơ, vận may cần nắm bắt. Cùng với đó là những vận hạn cũng cần được đoán định trước để tìm cách hóa giải, tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về vận trình tình duyên, công danh, sự nghiệp cũng như các thông tin liên quan đến bản mệnh của tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tý. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tý sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày mùng 4 tháng 1, từ ngày 15 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là giáp Ngọ, đặc biệt đại kỵ với các vệ chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và Nhâm Tý sinh năm 1972. Thứ hai là ngày âm lịch 11 tháng 6, tức ngày 27 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Canh Tý sinh năm 1960 và Mậu Tý sinh năm 1948. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1, tức ngày 11 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 và Giáp Tý sinh năm 1984. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng, tránh gây những hậu quả mất mát không đáng có. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 1, tức ngày 22 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 1, tức ngày 6 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tý tháng 1 âm lịch năm 2021. Tử vi cho thấy mọi thứ đều giữ ở mức ổn định là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, mặc dù mới đầu có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tài vận cũng nhờ đó mà đi lên. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Tý sẽ tăng trưởng vượt bậc và mạnh mẽ trong tháng 1 âm lịch. Dù làm về lĩnh vực gì, bản mệnh cũng đều nhanh chóng gặt hái được thành công liên tục từ đầu tới cuối tháng. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát. Chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp, cấp trên. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức,
từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch nhìn chung khá ổn định, việc làm ăn, hợp tác rất tốt. Cho nên bản mệnh hãy tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Tài lộc trong tháng chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tốt nhất nên có một khoản dự trữ cho tương lai. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2021 cho biết chuyện tình cảm của người tuổi Tý có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau hơn, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 1 này gây ra căng thẳng. Khuyên bản mệnh nên nín nhịn một chút để mọi chuyện qua đi. Ngoài ra để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tý hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ tuổi Tý, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc rằng đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra người tuổi Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, sức khỏe và bình an. Tử vi của tuần tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, Canh Tý sinh năm 1960. Người sinh năm Canh Tý trong tháng 1 âm lịch có vận trình khá bình ổn, tình trạng sức khỏe của bản mệnh khá ổn định. Ngoài ra trên phương diện tiền bạc, tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu không phải là thời điểm đầu tư thích hợp, bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức của mình đổ sông, đổ bể, bản mệnh cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia các hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ càng. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, Nhâm Tý sinh năm 1972. Vận trình của tuổi Nhâm Tý trong tháng 1 âm lịch khá tốt đẹp, nhất là ở phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, học cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Ngoài ra, quý gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Giáp Tý sinh năm 1984. Trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, người tuổi Giáp Tý nên nhớ rằng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng và tìm cách nâng cao hiệu quả công việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn,
người độc thân khó tìm được một người như ý muốn, khó thành đôi, thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Còn những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra, nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Kênh phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý luôn mang theo kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư, Bình Tý sinh năm 1996. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy phương diện tình cảm của tuổi Bình Tý có nhiều khởi sắc nhất. Những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương. Không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. Những người đã kết hôn có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau. Ngoài ra trong công việc thì những gia chủ tuổi Bình Tý còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc dẫn đến thất bại. Tuổi Bình Tý cần năng động và mạnh mẽ hơn mới mong có thể thành công. Để thành công và may mắn thì các gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!